mai. Nào nó chống với. Không qua nữa là hoàn nó là chống con nào nó mai. Con chống ở bên phải đi ạ. Con bé nó hoàn. Bé là chống, đứa bé là không bé không. Con chụp nó xong rồi nó luôn. Đấy, đây là hình ảnh của đôi gà chống mái giữa biển. Đi vào đi được không? Đi vào đây đang chụp. Một, hai, ba. Nhà mình đổi ra. Sang đây, sang đi ạ. Ôm hôn. Hai, ba, ôm ôm eo chú đi. Hai, ba. Đã được rồi ạ. Chống mái. Đây anh chung anh vào. Cho ông bà chụp cái. Ông bà đâu, chống mái. Đứng dậy. Nhanh còn đi qua mất rồi anh chị ơi. Nhanh đứng vào. Lại lùi dạ. Ta chụp đi. Con lùi, quên mình lùi nhanh thế cả. Lùi mất rồi, lùi nhanh thế. Hòn đảo tượng trưng của đôi gà trống. À, đôi gà trống một bên mái. Bây giờ là mỗi một hôm phải bẩm lẩm bẩm coi như là đi ngủ dậy. Chú Trung ạ, sang năm chú phải cho đi thân kia kìa. Đấy, người ta đang ăn trưa đấy. Đấy, sang năm phải chú cho đi đấy. Sang năm đi xe đấy. Đây thuê cả một chuyến mà. Sang năm cho đi thuyền đấy. 200 triệu đấy ạ. Hôm nay ngủ vừa qua đêm ở trên vịnh. Đấy mà sướng. Ngân nào một ngày. Mấy trăm triệu. Mà đông người, ta đông biết. Rồi, đông người. Kiểu chế ra là mỗi người vài trăm thôi, 200-300 thôi. Thôi đẹp. Đây là thuyền 5 sao à? Vâng, thuyền 5 sao. Không nhiều cái bạn này. Ví dụ con tàu này hàng 150 người. Nếu mà 150 người mà cô bảo mấy trăm triệu thì cũng chia ra được. Đoàn không phải hơn 100 triệu cô ạ. Rẻ là 200. Nhưng mà 200 mà tận 150 người thì cũng vẫn rẻ mà. Mới người ta bỏ 2-3 triệu. Đâu? À ừ, cũng 2-3 triệu như này. Đấy là còn chưa tính tiền ăn ở trên tàu ấy. Ô thế thì to tiền. Dạ. Đứa thế tận mấy triệu một người. Nói đi thế. Đây đi xem, bây giờ đi dù đi thăm mấy chỗ nữa không? Nhà mình xong rồi đấy ạ, bây giờ nhà mình đang trên đường về bến cảng. Bây giờ đang trên đường về để ăn cơm à? Để ăn cơm.
đi không thấy đôi gà trống đấy, trống mái đấy, sao về lại có? Mình đi một vòng tròn cơ ạ. À, để mình đi du lịch để tham quan tất cả để. Đẹp thế. Xong sáng mai đi lại đi sáng mai đi chợ của ạ. À thế chiều nay ăn xong ngủ xong là dậy là đi đi đâu nữa không? Chỉ mỗi tắm thôi gì? Tắm biển xong là về nghỉ ăn cơm xong đi chơi tối. Xong rồi sáng mai là đi mua sắm. Ăn cơm trưa mai xong bắt đầu về à? Vâng, ăn trưa xong rồi nhà mình về. Thế mới thích. Ra đây mua xong ra đây đi chơi với khỉ. Có khỉ ở thư trên. Không có khỉ đâu. Chỉ có chim thôi. Có cả cháu đá. Vâng, nó như một hình con chó.